An xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì An đang ở Ý, mới vừa đáp xuống sân bay ở Rome thôi. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình đi về cái nông trại mà An sẽ ở trong 2 tuần tới ha. Sân bay ở Rome có trạm xe lửa ở kế bên luôn, nên khi mọi người đáp xuống sân bay có thể sắp xếp đi xe lửa để đi tới cái địa điểm mà mình muốn tới. Ở đây thì là đường đi ra xe lửa nè mọi người. Em muốn quay cái này để cho mọi người thấy nè, cái bảng hiệu nè, ở trên nó là tiếng Anh nhưng ở dưới nó là tiếng Hoa, tiếng Trung Quốc. Thì có nghĩa là chắc là ở đây có rất nhiều du khách người Trung Quốc tới tham quan, cho nên họ mới để cái tiếng Hoa ở dưới. Nông trại nơi An làm tình nguyện viên, nơi An sắp tới thì họ canh tác và sản xuất dầu ô liu nguyên chất. Vị trí của nông trại thì nằm ở vùng đồi núi Tuscany. Hai thành phố lớn gần nhất là thành phố Pisa và thành phố Florence. Sau mấy tiếng đồng hồ đi xe lửa, cuối cùng An cũng đã tới thị trấn gần nhất, nơi mà gia đình chủ nông trại sẽ đón An. Rồi từ đó là mình phải đi thêm 20 phút lái xe đi qua một cái đèo. Vì vị trí nông trại nằm ở vùng đồi núi cho nên cũng không có phương tiện công cộng như là xe bus. Gia đình chủ của nông trại phải đón những bạn tình nguyện viên ở cái thị trấn gần nhất. Ở đây An quay khung cảnh xung quanh nông trại cho mọi người xem. Rất là bình yên. An và các bạn tình nguyện viên khác ở nông trại gần 2 tuần, từ đầu tháng 8 cho tới giữa tháng 8. Khoảng thời gian này thì khí hậu hơi nóng, không có mưa. Vào cỡ giữa tháng 8 thì trời mới mưa được cỡ chừng 1-2 ngày thì trời mới dịu lại. Cho nên trong khoảng thời gian này, trong lúc mình ở đây ban ngày đó, thì nhà của mình đó mình đóng cửa hết để mình giữ được cái hơi mát ở trong nhà. Còn khi đêm tới đó thì mình mở cửa sổ hết ra để cho cái khí ở bên ngoài nó làm cho nhà mình nó nguội lại. Rồi sáng hôm sau là mình lại lặp lại y chang như vậy, đóng cửa lại. Ở đây mọi người thấy khung cảnh có đẹp không? Rất là đẹp luôn mọi người. Ngoài việc canh tác và sản xuất dầu ô liu nguyên chất thì ở đây gia chủ còn cung cấp thêm dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng nữa. Đây là một nơi yên tĩnh cách xa thành phố, rất là lý tưởng để du khách nghỉ ngơi và tận hưởng không khí trong lành. Một cái mô hình rất là lý tưởng mọi người ha. Ngày đầu tiên đi làm thì An đi theo chủ nông trại ra cái thửa đất của họ nơi mà họ trồng rau. Trồng rau để nhà ăn thôi mọi người, chứ không phải là trồng rau để bán. Ở đây thì An ngồi trên cái xe tải nông nghiệp nhỏ nhỏ nè mọi người, rất là vui. Lần đầu mình ngồi ở phía sau một cái xe tải như vậy, cảm giác rất là thú vị. Bây giờ mình đang trên đường đi tới cái thửa đất nhỏ đó ha. Khu này thì đồi núi rất là chập trùng. Ở đây thì mỗi gia đình họ tọa lạc trên một cái miếng đất riêng của họ. Từ đây đi tới cái nhà hàng xóm gần nhất cũng không có gần đâu mọi người, đi bộ có chừng phải 10-15 phút. Sáng nay vào cái khoảng thời gian mà An quay cái video này thì là cỡ 6 giờ rưỡi sáng. Nhìn sáng như vậy thôi nhưng thực ra là cũng sớm lắm. Mình sẽ ra cái thửa đất này để mà mình tưới cây ha. Mình phải đi sớm như vậy là tại vì khí hậu nó rất là nóng. Vì tới giấc trưa trời rất là nóng cho nên buổi sáng sớm mình làm được cái gì thì mình làm, càng sớm càng tốt. Và đây là cái thửa đất mà nơi mình trồng rau nè. Dễ thương ha mọi người ha. Xung quanh là đồi núi, cái mình có một cái thửa đất bằng ở chính giữa như vậy, cái mình đem mình trồng rau. Mùa này thì mình trồng được cà chua nè, cà tím, ớt chuông và các loại đậu nữa. Giờ đã hơn 2 giờ chiều rồi. Chiều nay An sẽ đi bộ xung quanh nông trại nha mọi người. Mọi người thấy xung quanh phong cảnh có đẹp không nè? Đẹp hen. Cái thửa rau đằng kia là của nông trại đó nha mọi người. Bây giờ An sẽ đi lại đó rồi An sẽ quay cho mọi người xem, coi là mình có những cái loại củ quả nào nha. Đầu tiên là mình có hoa hướng dương nha. Dễ thương không mọi người? Đó, hoa hướng dương này là hướng dương chắc luôn nha. Mấy lần trước có một lần. Đầu tiên là mình có hoa hướng dương nha. Hoa hướng dương ở đây là hướng dương rất là nhiệt tình nha. Có một lần An đi ngang qua một cái ruộng hoa hướng dương, không nhớ là ở Ý hay là ở đâu nữa, nhưng mà An không có thấy hoa hướng dương mà nó hướng về phía mặt trời mà nó hướng ngược lại. Bữa đó là buổi chiều rồi, không biết có phải là tại vì vậy hay sao. Ở đây có hai em ong nè, dễ thương ha mọi người ha. Kế bên là bắp. Bắp thì chưa có thu hoạch được đâu. Bây giờ chỉ mới là đầu tháng 8 thôi, nhưng mà cũng sắp rồi mọi người, có trái rồi nè.
trái hết rồi, nhưng mà trái còn nhỏ thôi. Đây mình có mấy hàng. Buổi sáng ra ngoài đây mà tưới cây đó, nhìn cái thửa này nó chỉ nó nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy thôi, nhưng mà một lần tưới á là cũng phải gần 2 tiếng đó, là tại vì mình phải đi hết nguyên một cái hàng như vậy. Ở đây mình có dưa nè, đó dưa nè, ở dưới ta có dưa rồi đây nè, dưa nè mọi người đó. Đó bên đây là một loại ha, còn ở bên đây đây nè, để mình vạch lá ra cho mọi người xem nha. À không, cái này chưa có, bên kia kìa. Đâu rồi, hồi nãy mình mới vừa thấy ai đằng kia có một em dưa đó, mọi người thấy chưa? Rồi hàng tiếp theo là zucchini. Mọi người ơi, mấy cái này á là nó bám vô trong quần á là ngứa lắm nha, là tại vì cái cảm giác giống như là mình bị sốc dầm á. Em cho mọi người coi, em bị mũi chích nè, nè nè, chưa đâu, trên tay còn nữa nè. Rồi nè, ở đây bên tay này còn nhiều lắm, mũi chích nhiều lắm, mũi chích tưng bừng luôn. Ở dưới chân này cũng có nữa nè, mà không sao, vui mà. Đó, bây giờ mình tới cái hàng zucchini rồi nha. Đây, đây, có một em đã ra rồi nè. Đó, ở đây là mình không có xịt thuốc nha mọi người, nông trại hữu cơ mà. Rồi, đến bên đây là bên đậu nè. Em phải về em học lại những loại đậu nè, tại vì mắc cỡ quá, không biết gọi cái này là gì luôn. Bên đây cũng là một hàng đậu nữa. Đó, sắp thu hoạch được rồi. Rồi, tiếp theo là đậu. À, đây có phải là đậu gà không ta? Ô, mình nhớ cái lúc mà thu hoạch xong đậu gà đó là mình phải đợi cho nó khô. Đúng rồi, đậu gà nè. Hay quá. Đó, cái lúc mà nó khô á là nguyên một dãy này là cái cây nó khô queo luôn. Bữa ăn có ăn có quay một cái video cho mọi người xem mình lặt đậu gà như thế nào á. Rồi bên đây là eggplant, cà tím đây. Cà tím thì mình có, em không có đụng đâu, em chỉ phim, em chỉ quay cho mọi người xem thôi. Em nghĩ là mình không có nên đụng, là tại vì mấy em đang lớn á, mình để cho mấy em lớn thêm nữa. Bây giờ mình hình như là trồng xen kẽ là cà tím mấy cây, đúng không? Cà tím một vài cây, xong rồi tới ớt chuông, ớt chuông đây. Đó, tất cả là đều là sử dụng những cái thuốc hữu cơ ha, cái thuốc tăng trưởng hữu cơ nè, diệt cái những cái con bọ này bọ kia mà nó ăn rau của mình cũng diệt bằng thuốc hữu cơ luôn, 100% tự nhiên nha, không có xài thuốc hóa học đâu nha. Rồi mấy cái đó là mấy em cà tím dài. Ở đây mình có em cà tím tròn đây đó, mọi người thích ăn cà tím dài hay ăn cà tím tròn nè. Đó, và bên kia là cà chua. Cà chua mà là cà chua Roma đó mọi người. Cà chua mà mình hay ăn, mình hay sắc hột lựu rồi mình ăn sâu xa đó mọi người. Đó là cà chua Roma đây. Không, vậy bên này chưa phải là cà chua Roma nha, đây là cà chua bình thường thôi, nhưng mà chưa chín, chưa có thu hoạch được mọi người ơi. Ở đây thì có mấy dãy nè, mấy hàng nè. Có dãy chứ, một buổi sáng mà tưới hết nguyên một cái luống này là cũng 2 tiếng đồng hồ đó, trên dưới 2 tiếng á. Rồi ở đằng xa xa kia thì có cà chua bi, hôm bữa ăn thấy. Rồi cà chua thôi, cà chua thì cũng sắp thu hoạch được rồi, nó chín tới đâu thì hái tới đó ha. Rồi bé bé xinh xinh như vậy thôi, dễ thương không mọi người. Ở bên đây thì rải rác cũng có một chút xíu cây zucchini, đằng đây thì có cà chua bi nè, cà chua bi đây. Mọi người ơi, có một thửa này để mà chăm sóc cũng vui nha mọi người ha, vui hen.
À, bây giờ thì An sẽ đi đi dạo chung quanh khu núi của mình nha. An đi mòn theo cái đường mình vẫn ở trong cái khuôn viên của nông trại thôi chứ mình không có đi ra ngoài. Nhưng mà là tại vì đất của mình ở đây là đi trên cái đường đó đó. Đi lên cái đường, thường thường thì họ kéo cái xe tractor xuống, cái loại xe mà xe nông nghiệp á. Có một cái loại xe nông nghiệp xe tractor nhỏ nhỏ. À, chạy từ đầu này sang đầu kia trong cái khuôn viên của nông trại thôi. Nhưng mà đi bộ thì vẫn đi từ điểm A tới điểm B được. Bây giờ An sẽ đi bộ, An tập thể dục nha. Đã, An sẽ đi lên cái đường ở trên kia. An chào buổi sáng quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay đã là một ngày khác. Và công việc hôm nay của An với các bạn tình nguyện viên khác đó là lặt đậu gà. Đây An sẽ cho mọi người xem đậu gà ở phía bên trong nó nhìn như thế nào ha. Một cái như vậy ở bên trong thì thường cỡ là từ 2 cho tới 3 đậu. Khi mà mình thu hoạch đậu gà đó thì mình thu hoạch nguyên một cái cây luôn. Sau đó thì mình sẽ tước cái vỏ khỏi cái cây bằng tay ha. Rồi mình sẽ mang cái đống vỏ đó mình bỏ vô một cái máy. Giống như là cái dạng máy xay lúa vậy đó mọi người. Nó sẽ tách cái vỏ với cái hạt ra. Cái vỏ thì mình bỏ, cái hạt thì mình giữ. Vì cái mục đích của mình là chỉ giữ cái hạt thôi. Ở bên Mỹ thì An đã quen với cái hình ảnh đậu gà đóng hộp rồi mọi người. Đây là lần đầu tiên mà An thấy đậu gà ở trên cây. Và thấy luôn nguyên một cái quá trình thu hoạch đậu gà từ lúc mà nó còn ở trên cây cho tới khi nó ra được cái thành phẩm là cái đậu gà mà rất là cứng. Rất là khác so với cái hình ảnh đậu gà đã chín mềm đóng hộp mà An thường hay thấy ha mọi người. Ở đây An có quay cho mọi người xem cái máy xay đậu gà nè. Cái cách vận hành đó An nghĩ nó cũng giống như là cái máy xay lúa của mình đó. Nó sẽ tách cái vỏ ra khỏi cái hạt đậu. Cái hạt đậu gà nó nặng, nó sẽ rơi xuống dưới. Cái vỏ lúa đã xay của mình á thì mình gọi là trấu ha. Còn cái vỏ của hạt đậu gà mà sau khi đã xay rồi á thì An không biết gọi là cái gì. Nhưng mà nó sẽ nhẹ hơn ha, cái vỏ đó. Thì cái máy này nó có cái hệ thống mà thổi đó. Thì cái vỏ đó nó sẽ thổi bay. Còn cái hạt đậu gà vì nó nặng nó sẽ rớt xuống dưới. Ở dưới thì mình có cái xô nè để mình hứng đậu gà rớt xuống nha. Rồi bây giờ mình với các bạn sẽ bắt đầu làm việc nha. Khi mà mình làm việc hoặc là mình đứng kế cái máy này á, thì mình phải đeo khẩu trang. Là tại vì cái vỏ đậu gà khi mà xay ra nó rất là bụi. Mình không có muốn hít cái bụi đó. Khi mà An đeo khẩu trang để làm việc gần cái máy này đó, tự nhiên An nhớ tới cái nón lá của người Việt Nam mình đó mọi người ơi. Tại vì cái quai nón á, có thể sử dụng để mà che cái mũi với cái miệng của mình. An thấy cái ý tưởng đó rất là hay. Từ trước tới giờ thì vẫn lấy cái quai nón mà để che mũi che miệng cái lúc mà đi đường nó bụi thôi. Nhưng mà không ngờ là cái công dụng của nó thật sự là như vậy, rất là sáng tạo ha mọi người ha. Rồi ở đây sau khi cái máy kia đã tách đậu gà ra khỏi vỏ của nó thì mình sẽ cho nó vô cái máy này. Và cái máy này thì nó sẽ có cái quạt để mà nó thổi. Đậu gà thì nó nặng, dĩ nhiên nó sẽ rớt xuống cái xô ở dưới. Còn cái xác của cái vỏ đó thì nó nhẹ hơn và cái quạt đó nó sẽ thổi cho cái xác này nó bay. Rồi sau mấy tiếng tước đậu gà thì cuối cùng tụi mình cũng đã xong, cảm giác rất là mãn nguyện luôn. Chào mọi người vào một ngày khác nữa nha. Hôm nay thì tụi mình sẽ xây cái bờ này cho nó rộng ra. Thì cái nguyên liệu mà mình xây cái bờ này ra chỉ có đá, sỏi và cát. Cái mục đích mà mình xây cái bờ này cho nó rộng ra là tại vì ở bên trái của tụi mình là một cái nhà kho. Thì khi mà mưa xuống á, nếu mà mưa nhiều quá đó thì đất của mình nó sẽ bị xói. Cho nên cái mục đích xây cái bờ này nó rộng ra để cho cái nền của mình nó chắc hơn. Nguyên liệu thì mình chỉ có đá, cát với lại sỏi thôi.
Ở đây thì mình có hết rồi, ở đây mình quay cho mọi người xem cái nhà kho ở bên đây ha. Đó thì cái mục đích mà xây cái bờ nó rộng ra là như vậy. Sau nhiều tiếng đồng hồ làm việc thì đây là thành quả của tụi mình nè. Em đang đứng dưới một cây sung nè mọi người, bây giờ mình sẽ hái sung nha. Cây sung này là cây sung xanh nha mọi người, chứ không phải là cái giống sung đỏ nha. Cái trái như vậy nè, cái trái như vậy là chín rồi nè, giống như cái trái đang ăn nè, hiện tại là đã chín rồi, rất là ngọt luôn. Cái trái này tiếng Anh là trái fig đó mọi người. Cây này giống như cái trái mà An đang quay nè, là nó chín rồi đó, cho dù nó màu xanh. Có nhiều trái trên kia, nếu mà nó vàng á, có nghĩa là nó cũng chín quá rồi. Chứ còn cái trái mà nó chín bình thường á, nó màu xanh và nó mềm là mình có thể ăn được hết rồi. Cái này mọi người ăn không, mọi người làm mứt, hay là bỏ vô trong dao ua ăn cũng được. Rất là ngon, rất là ngọt luôn. Bây giờ ăn hái xong, để ăn trưa xong mình ăn tráng miệng với các bạn nha. Hôm nay thu hoạch được một xíu đây. Chiều hôm đó thì An đi xem mọi người làm sốt cà chua. Đây cũng là lần đầu tiên mà An thấy người Ý bảo quản cà chua của họ như thế nào. Thì nguyên liệu cũng chỉ có cà chua thôi. Họ có cái máy xay, họ bỏ cà chua vô trong cái ống ở trên ha. Rồi cái xác cà chua nó sẽ rớt xuống cái dĩa ở đây. Rồi sau đó mình đem mình bỏ lên lại, mình xay một lần nữa để mình lấy hết cái nước của nó ra. Một cái sốt cà chua thì nó sẽ chảy xuống cái thùng ở dưới. Rồi từ cái thùng ở dưới đó mình đem mình chế biến, rồi mình bảo quản ở trong những cái lọ thủy tinh. Lần đầu tiên mà An thấy cái cách mà sốt cà chua nó được làm như thế này, rất là thú vị mọi người ha. Sốt cà chua được sử dụng trong rất là nhiều món. Ai mà yêu ẩm thực Ý thì chắc chắn cũng đã biết một hoặc là hai công thức làm món này món kia mà phải sử dụng sốt cà chua rồi ha. Những ngày An ở nông trại ở vùng Tuscany rất là yên bình. Buổi chiều phong cảnh rất là đẹp. Buổi sáng đã đẹp rồi, buổi chiều còn đẹp hơn. Có một buổi trời đẹp như thế này mà An may mắn quay lại được. Sương mù phủ lên những cái ngọn đồi xa xa, nhìn đẹp như là tranh vẽ vậy đó mọi người. An xin mời mọi người ngắm cảnh với An nha.
Còn đây là những cây ô liu nè mọi người. Chưa tới mùa thu hoạch đâu nha. Nông trại mình trồng ô liu và sản xuất dầu ô liu nguyên chất. Khoảng thời gian mà An ở nông trại đó, An ăn bánh mì chấm với lại dầu ô liu với lại muối. Ngon không thể tưởng được luôn mọi người. Khoảng thời gian An ở nông trại là đầu tháng 8 cho tới giữa tháng 8, thì khoảng thời gian này cũng có rất là nhiều muỗi. Nếu như mà mọi người có muốn tới Ý vào khoảng thời gian này mà ở những cái khu nông thôn, thì An nghĩ là mọi người nên mang theo cái chai mà xịt muỗi để mình xịt lên trên cơ thể của mình để cho muỗi nó đừng có chích. Còn khi mọi người làm việc thì mọi người mặc áo tay dài và quần dài để khỏi bị muỗi chích. Ở đây An quay một cái video hoàng hôn. Đứng từ trên đồi mà mình ngắm hoàng hôn, mình nhìn xuống thung lũng nè mọi người ơi, rất là đẹp luôn. Hôm nay thì An theo chủ phụ cắt gỗ và chất gỗ, thì có những cái thùng gỗ mà mình không còn xài nữa đó mọi người, gỗ xấu á thì mình cắt ra để mà mùa đông mình có cái đó mà mình đốt. Còn gỗ mà còn đẹp á thì mình cũng nảy nó ra để mình có những cái thanh gỗ, mình lấy cái gỗ đó để mà mình xây cái khác. Chất qua chất lại thì cuối cùng mình cũng phụ chất được một xe như thế này. Đây là cái thành quả ha. Đây là những cái loại gỗ xấu mà mình sẽ đốt vào trong mùa đông ha. Còn những cái mà loại gỗ tốt, những cái cây gỗ mà nó còn đẹp á thì mình sẽ xài cho những cái việc khác, mình có thể xài những cái cây gỗ đó để mà mình đóng cái này cái kia. Ví dụ mình đóng cái thềm hay cái gì đó, đây là những cái loại gỗ còn có thể xài được nè. Video nói về thời gian ở nông trại ở vùng nông thôn Ý của An tới đây xin được tạm dừng nha mọi người. An hy vọng là mọi người thích cái video này. Nếu mọi người có câu hỏi gì cho An thì xin để lại ở dưới phần bình luận nha. Còn bây giờ thì An xin mời mọi người xem An làm việc nha. An ở nông trại cũng cỡ chừng 12-13 ngày. Đang ngày nào? À, ngoại trừ những cái ngày cuối tuần hoặc là những ngày mà mình được nghỉ thì sáng nào An cũng làm việc cỡ chừng 3, 4 hoặc là 5 tiếng đồng hồ tùy theo cái mức độ làm việc của mình. Bao giờ cũng có việc để làm nha. Hôm thì nhổ cỏ, hôm thì quét lá. Ở đây thôi, An mời mọi người xem An làm việc nha. An xin hẹn gặp mọi người ở những cái video khác. An xin chúc mọi người sức khỏe và một ngày tốt lành. Tạm biệt.